Alo anh em nha, lên cho anh em cái bình xăng Takegawa hỏng 26 nha anh em. Bình Kenhin bông mai đen Takegawa, bình đồ chơi của Nhật nha. Bình này hỏng 26 ha. Bình này là tình trạng là nguyên zin S tăng đa nha. Đó, bình này là đã tháp vai sẵn nha anh em, tháp vai cho anh em chơi hệ 67 rim quay nha anh em. Đó. Bình này mình bán cho anh em giá 2,2 triệu nha anh em, 2,2 triệu bình này. Đó, chắc bình là siêu đẹp nha. Đó, đúng bình Takegawa của Kenhin bông mai đen hỏng 26. Bên trong là bao đẹp nha anh em. Đó. Chế ga nè. Chế ga đẹp long lanh không tì vết ha, không xước không lém nha. Nguyên zin S tăng đa. Rồi, bên này hỏng 26, chế ga 28 nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình, có số điện thoại là 0933996332 ha. Đó. Lâu lâu mình mua được cái bình giá tốt, mình bán giá tốt cho anh em ha. Chứ thường thường bình 26 Takegawa bông mai đen này nó trên 2,6 triệu, 2,7 triệu lần. Nếu bình đẹp như vậy ha. Rồi, bình này mình bán chỉ có 2,2 triệu ha. Anh em cần alo mình.